Chị đi vào kiểm tra đi. Gì vậy? Tối, tối lắm. Chị vào đi. Thế để em vào. Đi. Ôi, để chị vào cho nào. Đâu rồi? Chị ơi. Đâu rồi? Gì vậy? Trung à? Oh my god. Trung. Ủa trong này nhiều trứng lắm. Không biết con gì nó đẻ mà trứng nhiều lắm. Nói xem có đâu. Nói xem có trứng không? Chị ơi, đâu rồi? Rai. Ôi, có trứng. Này, ôi, có biết con gì nó đẻ. Ôi, nó đẻ không? Này, cầm đi con, cầm đi. Đi đi, về luôn. Ôi, Sao rồi?
con. Come on.